Kính thưa giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam. Kính thưa tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị đã tham dự hội nghị hôm nay. Hôm nay tôi được xin phép trình bày những cái điểm mới cập nhật trong điều trị hen, và cái này nó được cập nhật từ Hội nghị Hô hấp Châu Âu 2020. Đây là một trong những cái bước ngoặt rất là lớn, những cái cập nhật thông tin của hội nghị nó là những cái bước ngoặt rất là lớn từ những cái công trình nghiên cứu đồ sộ trên thế giới trong những năm gần đây để đi đến những cái kết luận có tính rất là tốt cho cái vấn đề mà cái bước ngoặt trong cái kiểm soát về hen. Cái bài trình bày của tôi hôm nay có ba cái phần. Cái thứ nhất là để đi đến được những cái cập nhật mới mà GINA 2020 và cái hướng dẫn của Bộ Y tế, thì người ta đã xuất phát từ những cái thực trạng sử dụng thuốc hen hiện nay như thế nào. Và cái thứ hai nữa là cái kết cục sử dụng quá mức của thuốc kích thích beta 2 nhanh trên lâm sàng đã gây ra những kết cục như thế nào. Và cái thứ ba nữa là để giải quyết những cái vấn đề đó thì những cái chiến lược mới giúp tăng cường quản lý hen bắt đầu được công bố, được khuyến cáo từ năm 2020 của GINA và cũng như là của Bộ Y tế Việt Nam. Thì hôm nay tôi xin trình bày với các thầy cô mấy cái điểm như thế. Cái thứ nhất chúng ta thấy là cái điểm chính của Hội nghị Hô hấp Châu Âu 2020 đã đề xuất đến vấn đề quan trọng nhất, đó là cơ chế trong hen, cái tầm quan trọng của nền viêm trong hen, không phải chỉ có co phế quản đơn thuần mà nó làm quá trình viêm trong các niêm mạc đường thở. Cái vấn đề thứ hai của Hội nghị Hô hấp Châu Âu 2020 đề xuất đến đó là quản lý hen hiệu quả. Người ta đã đề cập đến vai trò của lựa chọn các dụng cụ hít làm sao cho phù hợp. Cái một vấn đề nữa là có cái cách gì để giúp cho bệnh nhân tuân thủ tốt trong cái điều trị kiểm soát hen. Và người ta đề xuất một cái vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta đã gặp nhiều trên lâm sàng, đó là quản lý bệnh nhân hen nhẹ như thế nào, phương pháp nào, ứng dụng, áp dụng gì cho đối với bệnh nhân quản lý cơn hen nhẹ. Và thứ ba là người ta đưa ra những tiến bộ trong điều trị hen nặng và ứng dụng những kỹ thuật số trong cái vấn đề chăm sóc, quản lý và dự đoán cái cơn hen kịch phát. Có rất nhiều những tài liệu nghiên cứu đưa ra các cái biện pháp, các cái nghiên cứu về các cái hóa chất trung gian như là interleukin 4, 5 và interleukin 13 được đưa ra tại hội nghị, nhưng mà tất cả nó đều xoay quanh hai cái vấn đề quan trọng nhất, đó là xoay quanh làm sao hiểu được về cái bản chất của nền viêm trong hen và kiểm soát hen hiệu quả, thì cái tuân thủ của bệnh nhân, vấn đề sử dụng quá mức các thuốc cắt cơn SABA đã gây ra những cái hậu quả như thế nào, để mà đưa đến được những cái bước ngoặt trong cái quyết định của GINA 2020 cũng như là Bộ Y tế. Chúng ta biết rằng là có một cái bài báo được đăng trên cái tạp chí Lancet của Professor Pavor, và ông đã nói rằng đằng sau cái bệnh hen thì cái vấn đề chúng ta phải xem xét lại cái định nghĩa như bệnh lý về đường thở. Ở đây chúng ta thấy rằng là hình như trong cái quản lý hen đối với các bệnh nhân hen có cái vấn đề nó chứng lại, nhưng mà trên thực tế lâm sàng là chúng ta thấy là cho dù là cơn hen nhẹ đi chăng nữa hoặc là cơn hen ở tất cả các mức độ thì đều phải đối diện với, đều có thể trở thành những cơn hen kịch phát nếu như chúng ta không có những cái biện pháp, những cái giúp đỡ hoặc là những cái khuyến cáo để giúp cho bệnh nhân hen được. Nó hoàn toàn có thể gây ra ở bất kể mức độ hen nào. Chúng ta biết rằng là có những cái nghiên cứu mà rất là công phu đã đưa ra cho chúng ta một kết luận từ cái Hội nghị Hô hấp Châu Âu, đó là dù có cơn hen nhẹ đi chăng nữa thì bệnh nhân vẫn luôn đối diện với một cái gánh nặng bệnh tật rất là cao. Chúng ta thấy là có 24% bệnh nhân có đợt kịch phát trong 12 tháng trước đối với bệnh nhân hen nhẹ, và có 50,1% bệnh nhân điều trị các cái đợt và cần có dùng corticoid đường uống trước khi mà xảy ra đợt kịch phát, và có 12,2% đợt kịch phát hen đòi hỏi phải thăm khám cấp cứu ở trên lâm sàng. Và đây là những cái công trình nghiên cứu mà cho chúng ta biết và đã được trình bày ở Hội nghị Hô hấp Châu Âu. Và cũng ở hội nghị này, người ta cho thấy rằng là có 29,3% bệnh nhân hen nhẹ chưa được kiểm soát tốt. Ở trong cái 1/3, gần như xấp xỉ 1/3 số bệnh nhân cơn hen nhẹ chưa được kiểm soát tốt. Mà căn cứ đánh giá qua cái bảng chỉ số ACT để mà đánh giá thì chúng ta thấy đây là một nguy cơ. Mặc dù là hen nhẹ nhưng vẫn có 1/3 xảy ra cơn kịch phát. Như vậy thì chúng ta sẽ để lọt lưới 1/3 số bệnh nhân coi như tưởng như là nhẹ nhưng mà có thể vẫn xảy ra cơn kịch phát.
Và những cái vấn đề cần phải được giải quyết đó là gì? Thứ nhất, hen là một bệnh viêm mãn tính, và cái tình trạng viêm đó hoàn toàn là dao động và chịu tác động của rất nhiều các cái yếu tố có nguy cơ ở xung quanh tác động đến. Và đặc biệt là phần lớn bệnh nhân này được kê toa cái liệu pháp duy trì ICET và LABA, sau đó dùng SABA khi cần. Và như thế thì sau khi mà ra viện vẫn được, trong cái tâm trí của bệnh nhân vẫn tiếp tục phụ thuộc vào cái bình SABA khi ra viện. Và nhưng mà thực tế thì SABA không điều trị được nền viêm trong hen, và hậu quả là bệnh nhân có thể bị rơi vào những cái nguy cơ của những đợt kịch phát. Và cái điều đó thì cho chúng thấy một điều là có phải nhân viên y tế chúng ta là bằng lòng với cái vấn đề sử dụng SABA trong cái quản lý hen sau khi bệnh nhân ra khỏi đợt kịch phát mà ra viện hay không? Hay là vấn đề tại sao bệnh nhân lại không tuân thủ với những cái phương pháp mà điều trị nền viêm một cách duy trì mà vẫn luôn phụ thuộc vào SABA? Đấy là một vấn đề lớn, là một cái vấn đề dai dứt trong rất nhiều năm, và có rất nhiều những công trình nghiên cứu đồ sộ về vấn đề này. Và chúng ta biết là từ trước đến giờ, ngay khi những cái bước đầu tiên của hen nhẹ thì chúng ta những năm trước là chúng ta vẫn được khuyến cáo là ngay từ đầu là được hướng dẫn là chỉ điều trị triệu chứng, đúng không ạ? Vẫn dùng SABA ngay ở những cái mức hen nhẹ khuyến cáo. Bệnh nhân được nhấn mạnh trong tâm trí họ cái vai trò then chốt của cái việc dùng SABA. Và cái SABA đối với bệnh nhân là một cái phao cứu sinh, vì rằng là có thể giúp cho người ta được giải quyết, và người ta nghĩ rằng là điều đó sẽ giải quyết được cái cơn hen cho người ta, giải quyết được bệnh hen cho người ta. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta biết là cái vai trò của SABA nó không phải là giải quyết nền viêm, mà thực tế trong bệnh nhân hen thì cái viêm là quan trọng nhất. Chính vì những cái hướng dẫn, những cái vấn đề nghịch lý trong cái vấn đề khuyến cáo hen ở những điều trị hen ở những cái năm trước tạo ra một cái dấu ấn rất là sâu sắc ở trong cái vỏ não của bệnh nhân, là như vậy là SABA là phao cứu sinh là quan trọng để mà giúp bệnh nhân điều trị được bệnh hen. Vì thế nó để lại một cái ảnh hưởng rất là lâu dài. Cái thói quen mà sử dụng SABA được củng cố là bởi vì sao? Như các thầy cô biết, chúng ta ngồi khám trực tiếp hàng ngày, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân luôn nói rằng là khi mà chúng tôi hít SABA thì giảm triệu chứng nhanh chóng. Nó được sử dụng ngay trong cơn cấp, khi mà vào thì vẫn được sử dụng. Thứ hai là truyền thông thì luôn luôn là đề xuất đến cái vấn đề sử dụng SABA. Cái bình xanh vẫn luôn luôn được quảng cáo. Thứ ba nữa là chi phí của cái bình SABA là rất là thấp. Chính vì thế cho nên nó tạo ra một cái vết hằn ở trong não của bệnh nhân, đó là thuốc cắt cơn giúp tôi kiểm soát được bệnh hen. Thực tế là thuốc cắt cơn chỉ giãn thôi, trong vài giờ nó lại co lại, và nền viêm thì không được giải quyết, cho nên nó để lại cái hậu quả rất là nặng nề. Và chúng ta biết là khoảng 26 đến 38 bệnh nhân hen là được sử dụng SABA, chỉ sử dụng SABA đơn độc. Và cái việc mà sử dụng SABA nó rất phù hợp, nó phù hợp với thái độ của bệnh nhân. Chúng ta biết là tất cả những cái bệnh nhân mà mãn tính, dù tăng huyết áp hay là tiểu đường, thì bao giờ cũng thế, cũng giống như là các bệnh lý về hen thôi. Người bệnh luôn luôn là chỉ dùng thuốc khi mà có triệu chứng, khi nào thật là cùng cực, khi mà cái gánh nặng về bệnh tật nó đè nặng lên người bệnh nhân thì lúc đó người ta mới dùng thuốc. Còn cái khái niệm về điều trị dự phòng khi mà chưa có triệu chứng thì nó không phải là cái vấn đề tiên quyết. Đấy là cái thái độ của bệnh nhân, và người ta luôn luôn có một khái niệm là tránh sử dụng thuốc khi mà bệnh nhân không có triệu chứng. Đấy là một trong những cái lỗi và rất lớn. Cái vấn đề mà sử dụng và lạm dụng thuốc SABA mang tính toàn cầu, không phải là chỉ có ở Việt Nam chúng ta đâu, mà mang tính toàn cầu. Và chúng ta biết rằng là đầu tiên ý, chúng ta sẽ xem là người ta khảo sát cái vấn đề toàn cầu đó như thế nào. Thì người ta đưa ra một cái khái niệm như thế nào là sử dụng quá mức SABA. Như thế nào tức là đã quá SABA? Chúng ta biết là trong một cái bình xịt SABA thì có 200 liều, và cứ chúng mỗi một lần sử dụng là 2 nhát một liều. Như vậy mỗi một bình này chúng ta sử dụng được 100 lần. Và nếu như quy định theo ngày và tính theo ngày thì xấp xỉ khoảng 2 nhát, 1,7 nhát trong một ngày, nghĩa là 3 bình trong một năm là sử dụng quá mức SABA. Như vậy là cái nghiên cứu, có rất nhiều nghiên cứu lấy cái điểm cắt là 3 bình để thấy rằng là cái việc quá mức của cái sử dụng SABA trong cái quản lý hen hiện nay. Và người ta đưa ra một cái khuyến cáo là sử dụng 3 bình xịt SABA một năm thì cái cụ thể nó sẽ có nguy cơ như thế nào. Chúng ta thấy là cũng từ cái hội nghị hô hấp châu Âu cho chúng ta thấy rằng là 26-46% bệnh nhân hen được kê toa từ 3 bình xịt mà một năm trở lên. Và cái điều đó cho chúng ta thấy
Chúng ta biết rằng là có một cái nghiên cứu rất là rộng ở trên thế giới, nghiên cứu Sabina 1, Sabina 2, 3 vân vân, và có một cái nghiên cứu ở Anh. Đầu tiên là Sabina 1 ở Anh thì chúng ta thấy là người ta đã nghiên cứu trên 574.000 bệnh nhân, rất là đông, và người ta thấy rằng là đối với những cơn hen mà nhẹ thì 27% bệnh nhân đã sử dụng quá mức trên 3 ống Saba trong một năm, 58,58% bệnh nhân ở cơn hen trung bình và nặng là sử dụng 3 bình Saba trong một năm. Tóm lại khoảng 38% bệnh nhân đã sử dụng quá cái mức liều Saba ở các mức độ của hen, kể cả cái hen nhẹ. Còn ở các cái nước khác như là Canada, Pháp, Tây Ban Nha vân vân thì cái tỷ lệ mà sử dụng 3 bình Saba trong một năm chiếm từ 26-46.6%, và cái điều này cho chúng ta thấy là cái gánh nặng về cái vấn đề mà sử dụng Saba toàn cầu là rất là đáng báo động. Sử dụng quá mức Saba trong cái báo cáo điều tra về tử vong hen tại Vương quốc Anh. Cái này cũng đã có dịp tôi đã nói về cái vấn đề này. Thì chúng ta biết là ở Anh người ta đã tiến hành một cái nghiên cứu bởi trên 170 chuyên gia đầu ngành về hen. Người ta nghiên cứu kín ở trong cái hồ sơ tử vong, 195 hồ sơ bệnh nhân tử vong, để xem lý do tại sao mà bệnh nhân lại tử vong. Thì chúng ta thấy rằng là cái nghiên cứu này cho chúng ta biết là 39% bệnh nhân sử dụng thuốc cắt cơn nhiều hơn cái liều kê toa tại thời điểm tử vong, có nghĩa là chỉ sử dụng Saba thôi, giãn phế quản thôi. Và những bệnh nhân đó đã sử dụng 12 bình thuốc cắt cơn trong một năm trước khi tử vong, và trong thậm chí 4% bệnh nhân được kê toa 50 bình thuốc cắt cơn trong cái năm trước đó, trước cái thời điểm tử vong. Và phần lớn bệnh nhân tăng sử dụng Saba rất nhiều và không tăng cái điều trị ICET trước cái cơn kịch phát. Và khi chúng ta biết là khi bệnh nhân bắt đầu có cái triệu chứng của cơn kịch phát thì cái tần suất mà về cái vấn đề mà bệnh nhân sử dụng cái Saba là rất cao. Cái nhu cầu trước những cái ngày, trước cái lúc thời điểm có cơn kịch phát thì cái nhu cầu sử dụng Saba rất cao. Trong khi đó cái nhu cầu mà sử dụng ICET thì là rất là thấp, và bệnh nhân sử dụng như vậy thì thành ra là chúng ta đã thấy rằng là cái lạm dụng Saba ở để mà xảy ra cái đợt cấp là rất phổ biến. Và làm thế nào Saba được sử dụng như thế nào trước khi nhập viện vì cơn cấp? Thì người ta có một cái nghiên cứu trên 150 bệnh nhân hen cấp trong thời gian nghiên cứu là 6 tháng. Và chúng ta thấy là trong thời gian độ khoảng 2 tuần trước khi mà bệnh nhân phải vào viện để nhập viện cấp cứu thì bệnh nhân đã sử dụng rất là nhiều Saba. Và các bạn thấy rằng là cái điều đó cho thấy rằng là cái vấn đề mà đáng lo ngại ở đây đó là sử dụng Saba quá mức, sử dụng Saba thường xuyên trên 10 ngày trước khi mà vào đợt cấp, trên 10 ngày. Và chỉ cái việc mà chúng ta sử dụng Saba đó, nó làm trì hoãn cái vấn đề tìm kiếm sự giúp đỡ của các bác sĩ, và đồng thời nữa là trì hoãn cái vấn đề chúng ta sử dụng các cái thuốc kháng viêm, chống viêm trong cái điều trị kiểm soát nền viêm của hen trong cơn cấp. Và có một cái thực trạng sử dụng thuốc duy trì và cắt cơn, người ta đã so sánh cái nghiên cứu ở trên thế giới. Ở đây chúng ta thấy là ở một số những nước rất là phát triển thì cái tỷ lệ mà sử dụng thuốc cắt cơn Saba nhiều hơn các cái thuốc điều trị dự phòng rất là nhiều. Và đặc biệt là tại Úc, các thầy cô thấy rằng là ở đây cái tỷ lệ mà sử dụng thuốc cắt cơn là 4:1 so với thuốc điều trị dự phòng, mà đáng lẽ ra thì nó phải ngược lại. Tức là thuốc điều trị dự phòng phải là 4, mà thuốc cắt cơn là 1 thì mới là hợp lý. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy hầu hết những nước phát triển đều lạm dụng Saba, đều sử dụng Saba nhiều hơn. Như vậy thì cái việc mà sử dụng Saba, cái việc mà lợi dụng Saba đấy có đúng với nguyên tắc, có đúng với khuyến cáo điều trị hay là không? Chúng ta xem là cái sinh lý bệnh ở trong hen nó như thế nào. Ở đây có rất nhiều các thầy cô đã nghe trình bày từ hôm qua đêm giờ. Chúng ta biết là hen là phải có tác động của các cái dị nguyên, sau đó kích hoạt toàn bộ các hệ thống tế bào viêm, rồi sản sinh ra các interleukin, các cái hóa chất trung gian, và tạo ra cái phù nề niêm mạc và co thắt phế quản, tạo ra một cái cơn hen phế quản. Như vậy thì cái vai trò về viêm trong hen là rất quan trọng. Vậy thì chúng ta sử dụng Saba không? Cái điều đó là hoàn toàn không hợp lý một tí nào cả. Cái việc mà chúng ta giải quyết nền viêm là vấn đề rất là quan trọng trong cái điều trị. ICET nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong cái điều trị kiểm soát cái nền viêm đó, chứ không phải rằng là chỉ có dùng Saba đơn thuần. Viêm mãn tính đóng vai trò then chốt trong cái sinh lý bệnh của hen. Thì các thầy cô biết rằng là với tất cả
những cái gì chúng ta nhìn thấy ở trên bệnh nhân hen khó thở, co cử, khò khè, nó chỉ là bề nổi thôi. Còn cái bề sâu ở phía trong, cái nền viêm mãn tính ở bệnh nhân đó là gì? Đó là giới hạn cái luồng khí thở, rồi là tăng tính phản ứng của phế quản, rồi là viêm cái niêm mạc của đường thở. Tất cả những cái này chính là cái nguy cơ quan trọng nhất để mà xảy ra cái đợt kịch phát của hen. Còn những cái phần nổi mà chúng ta quan sát được đó chỉ là cái sự co thắt phế quản thôi. Vậy thì cái nền viêm mới là cái then chốt nhất trong cái vấn đề mà kiểm soát có hiệu quả của hen. Chúng ta biết rằng là nếu mà muốn có xảy ra một cái cơn hen, cái co thắt phế quản thì đầu tiên là phải có tác động của các cái nguyên nhân gây viêm, các cái dị nguyên vân vân, tác động đến các hệ thống, các cái gốc rễ của nền viêm. Và nó xảy ra hai hiện tượng, một là co thắt cơ trơn phế quản, hai là tiết ra các cái niêm mạc làm tạo thành những cái nút đờm mà gây ra cơn khó thở. Và với hai cái tác động như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái cơn hen nặng, cái nền viêm nặng. Nếu như chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không giải quyết được cả cái nền viêm thì nó sẽ xảy ra cơn kịch phát một cách dễ dàng. Chúng ta thấy biết là nó co thắt thì gây khó thở, khò khè, nặng ngực, tăng tiết đờm và có biểu hiện trên lâm sàng là một cơn kịch phát và cái cơn hen nó không được kiểm soát, nó cơn hen hoàn toàn không được kiểm soát. Nếu như bây giờ cơn hen mà không được kiểm soát với đợt kịch phát hoàn toàn là nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về tần suất và khác nhau về mức độ mà thôi. Vậy thì nếu mà để giải quyết cái nền viêm này mà chúng ta chỉ dùng SABA không thôi, chúng ta chỉ giải quyết được cái việc giãn phế quản một cách tức thời tại thời điểm đó, còn cái nền viêm vẫn y nguyên, và như vậy thì chúng ta không giải quyết được một cách căn bản cái nền viêm trong bệnh nhân hen. Như vậy thì nếu chúng ta dùng SABA thì hoàn toàn là không đúng với cơ chế sinh bệnh học của hen phế quản. Hen là bệnh lý viêm mãn tính, như là chúng tôi cũng như các thầy đã báo cáo từ sáng rồi, nó thay đổi đi kèm với các triệu chứng hô hấp mà nó dao động từng ngày với nhau. Chúng ta thấy là tại những thời điểm trong ngày nó sẽ có những cái peak khó thở, triệu chứng lâm sàng có thể xảy ra từng thời điểm một và dẫn đến những cơn kịch phát của hen. Và nếu như tại cái thời điểm mà có xảy ra những cái đợt kịch phát đó, bệnh nhân theo thói quen và theo cái dấu ấn ở trong não, đó là chúng ta phải dùng SABA để cắt cơn. Và nếu chúng ta dùng SABA thì chúng ta thấy rằng là cái diễn biến của cái đợt kịch phát nó vẫn tăng lên, nó không giải quyết được nền viêm. Và chúng ta thấy cái suy giảm cái chức năng đường thở, co thắt phế quản, đờm bị tắc nghẽn, và như thế chức năng hô hấp sẽ giảm đi. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái nền viêm đó không được giải quyết và bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng SABA. Và cái điều đó dẫn đến cái sự lạm dụng SABA và quá mức SABA. Và cái nền viêm thì không được giải quyết, và nền viêm càng ngày càng gia tăng nếu mà chúng ta chỉ giải quyết bằng SABA. Và đến một cái đỉnh điểm của đó rồi thì theo thói quen là chúng ta bắt đầu bệnh nhân dùng corticoid đường uống. Và cứ lần nào cũng như thế này, vẫn corticoid đường uống như thế này, thì thứ nhất là không giải quyết được nền viêm một cách chắc chắn, một cách lâu dài, bền lâu. Và chúng ta lại phải nhận một cái tác dụng phụ của corticoid. Và chúng ta biết là các thầy cô biết là chúng ta gặp rất nhiều những bệnh nhân đến với chúng ta mặt cơ sinh và hai chân teo bé lại và cortisone định lượng về không, nếu như mà bệnh dân chỉ có dùng corticoid ở những đợt cấp như thế này. Và có những cái nghiên cứu để cho chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ kịch phát gia tăng theo cái số lượng bình xịt của SABA trong năm. Bệnh nhân được kê toa lấy cái điểm cắt là 3 bình trong một năm thì các thầy cô thấy rằng là cái nguy cơ tăng, cái nguy cơ nhập viện rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là người ta chia ra làm nhiều nhóm, những nhóm mà dùng 2 bình, nhóm dùng 3 đến 6 bình, 7, 12 bình và trên 12 bình. Thì chúng ta thấy là so sánh cái tỷ lệ nhập viện cấp cứu với cái vấn đề phải sử dụng corticoid đường uống thì chúng ta thấy rằng là tăng rất là cao cái nguy cơ mà nhập viện cấp cứu nếu như bệnh nhân được sử dụng trên 12 bình SABA trong một năm. Cũng như là trên 12 bình SABA trong một năm thì cái tỷ lệ mà điều trị với corticoid đường uống bắt buộc ở bệnh nhân ở các cái tuyến dưới hoặc là bệnh nhân là rất cao. Và như thế thì cái nguy cơ mà kịch phát là rất cao. Nó tăng từ cái nguy cơ kịch phát từ 2,1 đến 4,6% là cái đợt kịch phát phải nhập viện. Và nguy cơ kịch phát nó gia tăng theo cái số lượng bình xịt trong mỗi năm còn được thể hiện ở thấy là gì? Cũng chia theo các cái bình như thế thì chúng ta thấy là nếu như mà ở bệnh nhân mà sử dụng từ 7 đến 12 hoặc là trên 12 bình xịt trong một năm thì cái nguy cơ đợt kịch phát ở bệnh nhân hen nhẹ là rất cao. Và đợt kịch phát ở bệnh nhân hen ở trung bình hoặc là nặng cũng tăng rất cao ứng với cái số lượng mà bình SABA sử dụng trong một năm từ 12 bình trở lên. Như vậy là chúng ta không nên để cho bệnh nhân ở trong trạng thái lạm dụng cái SABA như thế này.
thì cái nguy cơ vào viện và cơn kịch phát là rất nhiều. Và phần lớn bệnh nhân cấp cứu cũng ở cái hội nghị hô hấp châu Âu này năm 2020, người ta đã đưa ra một cái nghiên cứu, phần lớn bệnh nhân hen nhập viện cấp cứu là bệnh nhân điều trị với SABA đơn độc, tức là chỉ sử dụng SABA thôi, và cái số mà không sử dụng gì, không điều trị gì cả. Thì các thầy cô thấy là 26,6% và 30%, tức là trên 50% bệnh nhân sử dụng SABA đơn trị liệu với không sử dụng một tí nào cả, thì cái tỷ lệ mà nhập viện cấp cứu là rất cao. Đây là một cái thông báo của một cái nghiên cứu được trình bày ở Hội nghị hô hấp châu Âu 2020. Nguy cơ tử vong do hen khi sử dụng quá mức SABA cũng như vậy. Nếu mà chúng ta sử dụng trên 12 bình một năm thì liên quan đến việc gia tăng đáng kể cái tỷ lệ tử vong. Và nếu như chúng ta sử dụng trên 6 bình xịt Iset trong một năm thì giảm 50% cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân hen trong năm. Và bệnh nhân hen nhẹ cũng đối diện với nguy cơ tử vong. Chúng ta biết là cái những nghiên cứu vừa rồi cho thấy là 1/3 số lượng bệnh nhân nhẹ hơn cơn hen nhẹ là đều có nguy cơ là không kiểm soát và xảy ra cơn kịch phát. Cho nên là dựa vào cái nghiên cứu mà tôi vừa nói ở Anh, 195 bệnh nhân tử vong, trong đó chúng ta thấy có 14 bệnh nhân hen nhẹ là gây tử vong, 76 bệnh nhân hen trung bình, 61 bệnh nhân hen nặng tử vong trong cái nghiên cứu kín của 195 hồ sơ tử vong. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cơn hen nhẹ cũng đối diện với những cái cơn kịch phát. Ở trong cái nghiên cứu này trên 500.000 bệnh nhân, một nghiên cứu rất là lớn, thì chúng người ta thấy ra rằng là ở những bệnh nhân hen nhẹ mà ngắt quãng và những bệnh nhân hen nặng thì cái tỷ lệ mà nguy cơ tử vong cao hơn, chứ hơn là những cái hen ở cái mức trung bình. Chúng ta biết là hen nhẹ cái nguy cơ tử vong cao. Bởi sao? Vì người ta nghĩ là người ta hen nhẹ và người ta không tuân thủ cái điều trị ICS cũng như điều trị chống viêm, cho nên cái tỷ lệ hen này rất cao. Đây là một nghiên cứu trên 500.000 bệnh nhân hen, một cái nghiên cứu mà cho một cái ý nghĩa thống kê rất là lớn. Và có một cái bài báo được có một cái bài báo cáo ở Hội nghị Hô hấp châu Âu của giáo sư Robert Boone là cho thấy rằng là cái nguy cơ sử dụng quá mức cái thuốc SABA như thế nào. Ở trong cái khuyến cáo này, trong bài báo cáo này thì ông cho chúng ta thấy mấy vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề thứ nhất đó là sử dụng SABA đều đặn thường xuyên liên quan đến các biến cố ngoại ý. Biến cố thứ nhất đó là giảm lượng, giảm cái lượng thụ thể beta 2, giảm cái sự bảo vệ đường thở, làm tăng tính phản ứng của đường thở, giảm đáp ứng giãn phế quản, làm tăng tính phản ứng quá mức đường thở. Cái tăng tính quá mức phản ứng đường thở này thông qua những cái test về kích thích phế quản với metacolin, chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà cái test mà dương tính với metacolin là rất cao, để thể hiện rằng là cái tăng tính phản ứng quá mức với các thuốc kích thích phế quản, đặc biệt là tăng cái nền viêm đường thở theo cái kiểu là tăng bạch cầu ái toan, và chúng ta thấy cái tỷ lệ bạch cầu ái toan tăng rất là cao. Và cái bài báo cáo này đã cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà lạm dụng SABA là không nên. Vậy thì cần có những chiến lược để nâng cao cái quản lý hen như thế nào? Tất cả những cái vấn đề tôi vừa trình bày ở trên đều là những vấn đề nghịch lý mà người ta đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu để chứng minh và được công bố ở Hội nghị Hô hấp châu Âu năm vừa rồi. Vậy thì có những chiến lược nào để mà nâng cao cái quản lý hen? Các chiến lược cần để nâng cao quản lý hen mà tôi muốn trình bày thì gửi đến các thầy cô. Đó là thông điệp thứ nhất, đó là chúng ta phải có những công cụ, những tài liệu để giúp cho cái vấn đề cải thiện quản lý hen, nâng cao cái hiểu biết cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể tự trở thành cái người thầy thuốc của chính mình. Và cái thứ ba quan trọng nhất là những liệu pháp mới trong cái điều trị quản lý hen như thế nào, bắt đầu từ 2020. Tôi xin phép được trình bày những cái phần. Cái thứ nhất là người ta đã sử dụng những cảnh báo điện tử, những cái chip điện tử được gắn vào trong những cái bình xịt SABA để mà giúp cho bệnh nhân người ta biết được rằng là chúng ta đánh giá được và cũng như là bệnh nhân đánh giá được như thế nào là lạm dụng SABA. Chúng ta biết là ở Anh có 132 cơ sở y tế trong khu vực London, Đông London trong giai đoạn 2015 đến 2016 để đánh giá để mà cảnh báo cái điện tử này. Và chúng ta có trên 18.000 bệnh nhân với cái độ tiểu tuổi rất là rộng, từ 5 tuổi đến 75 tuổi đã được kê toa quá mức SABA, tức là trên 3 bình trong 90 ngày trước đó, thì người ta đã gắn những cái chip điện tử để người ta theo dõi. Thì chúng ta thấy là trong 3 tháng sau cảnh báo thì đánh giá lại hen, người ta có đánh giá lại hen là 12%, tăng 12%, và trong 3 đến 6 tháng sau cảnh báo này thì cái sự kê toa SABA giảm được 5% và đợt kịch phát đã giảm được 8%. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải có những cái phương tiện để giúp đỡ, để cảnh báo cho bệnh nhân biết rằng là như thế nào đã là quá mức.
sử dụng những cảnh báo điện tử để nhận diện cái toa quá mức SA3 cho bệnh nhân hen, thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều những ý kiến không phải là đồng nhất giữa các chuyên gia tại các cơ sở y tế cũng như là chuyên gia tại các bệnh viện lớn, và nó có những sự không thống nhất về định nghĩa sử dụng quá mức SA3, người ta chưa thống nhất. Cái thứ hai là bác sĩ lâm sàng đặt ra những câu hỏi dữ liệu thương tật và tử vong liên quan đến SA3, thực ra là nó không có một cái mối liên hệ thật là tốt. Thứ hai là hồ sơ điện tử để xác định bệnh nhân sử dụng qua ba, nhưng mà bác sĩ lâm sàng thì không để ý đến vấn đề này và coi nó không phải là vấn đề quan trọng. Cái thứ tư là cảnh báo SA3 không phải là ưu tiên của bác sĩ lâm sàng, người ta không coi đó là sửa lại ưu tiên. Và cái thứ tư là trách nhiệm của những người, tôi lấy thí dụ những nhà dược sĩ, những người người ta rất là hiểu biết về vấn đề này, nhưng người ta lại không được công nhận trong cái vấn đề điều trị, cũng như là khuyến cáo đối với bệnh nhân để mà hiểu được, giúp cho bệnh nhân biết được là quá mức SA3 là như thế nào. Một vấn đề để mà tạo ra được một cái phương tiện để giúp cho bệnh nhân có thể tự đánh giá được cái vấn đề quá mức SA3, đó là bộ câu hỏi SA3 được xây dựng, được khuyến cáo. Những câu hỏi trong cái bảng này rất là tốt, phải không ạ? Thí dụ như là anh có coi SA3 là vấn đề quan trọng đối với anh không? Đây có phải là phương tiện tốt nhất để mà anh cứu anh không? Tất cả những câu hỏi này, nếu như bệnh nhân trả lời, tôi coi nó là cứu cánh của tôi, là phao cứu sinh của tôi, điểm cao nhất. Điểm mà cao nhất ở trong cái bảng này có nghĩa là cái điểm kiểm soát hen là kém nhất. Vì thế cái bộ câu hỏi về SA3 tôi cho là rất là tiện lợi ở những cái phòng khám mà làm trực tiếp về bệnh nhân, đưa cho bệnh nhân trong thời gian chờ đợi, bệnh nhân sẽ nốt vào đây cho chúng ta và chúng ta sẽ biết được cái tư duy của bệnh nhân. Nâng cao cái hiểu biết của bệnh nhân, ngoài cái vấn đề cảnh báo thì cái hiểu biết bệnh nhân rất là quan trọng. Làm nào để bệnh nhân hiểu được cái tình trạng bệnh của mình, chứ không phải rằng là coi như là tôi đã khỏi được rồi, phải không ạ? Về cái hiểu biết của bệnh nhân hen, có một nghiên cứu ở Việt Nam đã cho biết rằng 83,5% bệnh nhân hiểu biết rất là kém về bệnh hen của mình. Họ chưa đánh giá đúng được mức độ bệnh của hen. 52% bệnh nhân tuyên bố hen có thể điều trị khỏi. 30% là nhầm lẫn giữa thuốc kiểm soát và thuốc cắt cơn. 68% mô tả sai về kỹ thuật hít. Cái này là gặp rất là nhiều ở phòng khám các thầy cô. Và chúng ta biết là bệnh nhân sử dụng sai rất nhiều. Chỉ có 15,5% có thể trả lời đúng về tất cả những các cái xử trí về đợt cấp của hen mà thôi. 15% là một con số vô cùng nhỏ. Trong khi những cái kiến thức thì chúng ta lại có rất là nhiều. Có một vấn đề nữa. Và đây là vấn đề thường gặp ở những cái khi mà chúng ta ngồi phòng khám hen. Chúng ta thấy rằng là tôi thường xuyên phải nghe những câu hỏi: bác ơi, bác của tôi bao giờ thì bệnh hen này khỏi được? Và đấy là một câu hỏi chúng ta phải giải thích. Bệnh nhân hen không phải là bệnh chữa khỏi được. Cái thứ hai, dùng thuốc đông y có chữa được hen không? Thì cái này chúng ta phải giải thích. Và các bạn có bao giờ dùng được đông y chữa khỏi được bệnh hen không? Đối với tôi thì không. Vì thế chúng ta cần phải giải thích cho bệnh nhân. Thứ ba nữa là bệnh nhân điều trị được một vài tháng cảm thấy tốt quá rồi, thấy hết cả rồi là bỏ trị, thì chúng ta phải giải thích, phải không ạ? Bệnh nhân hen nó nền viêm nó thay đổi và cần phải được điều trị thường xuyên. Vấn đề là chúng ta tìm được một cái liều mà thấp nhất nhưng mà kiểm soát được nền viêm đó, kiểm soát được cơn hen đó không xảy ra cơn với một cái nồng độ thấp nhất, đấy là thắng lợi rồi. Phải giải thích với bệnh nhân như vậy. Một cái nữa là chỉ dùng thuốc cắt cơn khi có triệu chứng có được không bác? Cái này cũng phải giải thích. Nền viêm nó như vậy không được. Hoặc là có những phương pháp khác như là cấy chỉ, như là đủ các phương pháp và thì cái đó không được. Thì chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân. Hay là ví dụ dùng corticoid đường uống có kiểm soát được hen không? Chúng ta cũng phải giải thích. Vì chúng ta gặp rất nhiều những cái suy thượng thận do chúng ta lạm dụng Cacoc rồi là Beclometazone trong những cái thuốc tễ của đông y để mà điều trị hen. Những cái đấy là phải khuyến cáo cho bệnh nhân. Tăng cường giáo dục bệnh nhân thì có rất nhiều cách để tăng cường. Thứ nhất là truyền thông. Các thầy cô làm rất là nhiều rồi. Mỗi lần tái khám là một lần truyền thông cho bệnh nhân trực tiếp từ mình. Mỗi lần tái khám, mỗi lần tham gia câu lạc bộ và câu lạc bộ hen ở các cơ sở là một cái lần để chúng ta giáo dục và tuyên truyền cho bệnh nhân. Phát những tờ rơi về phương pháp sử dụng, tài liệu về bệnh hen, tờ rơi về khuyến cáo về sử dụng SA3, tặng những cái bảng tự xử trí và bảng hành động hen cho bệnh nhân, đặc biệt là giới thiệu với bệnh nhân về những yếu tố có nguy cơ có thể xảy ra cơn hen. Đấy là những vấn đề rất là then chốt, tưởng như là nó không có ý nghĩa nhưng thực ra rất là có ý nghĩa cho bệnh nhân nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp ở tuyến dưới. Và mỗi một bệnh nhân hen phải đào tạo làm sao họ giống như thầy thuốc ấy, họ biết được điều chỉnh lúc nào tăng liều, lúc nào giảm liều và hiểu rõ về bệnh nhân, hiểu rõ về cái bệnh của mình thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp được cho bệnh nhân cải thiện hen. Cái phần mà quan trọng nhất đó là khuyến cáo mới trong điều trị. Thì tôi thấy từ sáng cũng đã có những thầy cô trình bày rồi. Tôi xin được phép nhắc lại những cái khuyến cáo mới từ
từ cái hội trị hốp châu Âu 2020 và mới nhất là tháng 4 năm 2020 là cái hướng dẫn điều trị hen của Bộ Y tế đã ban hành. Và đấy tôi cho là một bước ngoặt rất là lớn, nó là một cái gì đó nó tháo gỡ cho chúng ta, những cái người làm trực tiếp với bệnh nhân hàng ngày về hen, chúng ta căn cứ vào đó, chúng ta sẽ tùy cái tình trạng của bệnh nhân, tùy cá thể của bệnh nhân, tùy tình trạng của cơ sở điều trị của chúng ta, căn cứ vào khuyến cáo, căn cứ vào cập nhật của Gina, chúng ta sẽ làm sao chọn lựa một cái phương pháp nào mà tốt nhất, tối ưu nhất cho bệnh nhân. Vậy khuyến cáo đó là gì? Khuyến cáo cái thứ nhất, hướng dẫn và chẩn đoán này của Bộ Y tế năm 2020 dựa trên những cái nền tảng của Gina 2020 thì SABA không còn là thuốc cắt cơn nữa. Đấy là một cái vấn đề quan trọng nhất, Hoàng ạ. Chứ không phải là nó là cái thuốc mà rất là thần thánh như từ trước đến bây giờ. Nó không phải là thuốc cắt cơn ưu tiên. Không phải là thuốc cắt cơn ưu tiên. Chúng ta có những cái thuốc cắt cơn ưu tiên khác. Cái thứ hai, vì lý do an toàn, Gina đã không còn khuyến cáo điều trị với SABA đơn độc. Không có đơn trị liệu với SABA, không khuyến cáo. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, đó là sử dụng quá mức SABA trên 3 bình xịt trong 1 năm liên quan đến tăng nguy cơ kịch phát cơn hen nặng như những dẫn chứng, các cái nghiên cứu rất là lớn vừa rồi tôi đã trình bày. Cái thứ tư, cái liệu pháp ICS Phocmoterol là thuốc cắt cơn ưu tiên xuyên suốt năm bậc điều trị của hen. Giống như cô Tuyết Lan buổi sáng đã có đề cập đến vấn đề này. Tại sao người ta lại nói là như vậy? Bởi vì là trong cái khuyến cáo, cái khuyến cáo mà không phải là cái ưu tiên của SABA, nó đã thay đổi cái vị trí SABA trong cái tâm trí của bệnh nhân về vấn đề điều trị hen. Nó thay đổi. Thay đổi như thế nào? Bởi vì là hen là bệnh mãn tính, nền viêm là vấn đề cốt lõi, mà nền viêm này lại đa dạng và thay đổi. Mà trong khi đấy thì cái sử dụng của bệnh nhân thì vẫn cho là SABA là cần. Và vì thế, khi chúng ta đưa ICS và LABA tác dụng nhanh, có tác dụng kháng viêm, giảm triệu chứng, thì mỗi một liều của SABA ở đó chúng ta đi kèm với một liều ICS. Và vì thế, cái nền viêm luôn luôn được kiểm soát đúng thời điểm, đúng cửa sổ cơ hội. Và vì vậy, nó sẽ kiểm soát được nền viêm. Và cái việc mà liều ICS này được điều chỉnh đồng hành với đồng vận beta 2 và ICS luôn có trong phác đồ điều trị, khi bệnh nhân được dùng thì cái nền viêm sẽ được kiểm soát, và như vậy chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ kịch phát rất là nhiều. Bệnh nhân khi đã áp dụng sử dụng ICS và LABA kháng viêm giảm triệu chứng tại đúng thời điểm thì bệnh nhân sẽ hiểu được cái bản chất của hen là viêm, bệnh nhân sẽ hiểu thêm được điều đó. Cái thứ hai là thay đổi được cái vị trí trong cái vỏ não, chỉ có SABA là thuốc điều trị hen là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là như phác đồ ban nãy tôi nói, nếu như mà các thầy cô cứ sử dụng corticoid tại cái peak cao nhất của cái khó thở này thì sẽ dẫn đến rất là nhiều tác dụng phụ và vẫn không giải quyết được cái nền viêm, không giải quyết được cái nền viêm ngay trong tại niêm mạc của đường thở. Vậy thì trong cái vấn đề mà sử dụng ICS vào cái thời điểm mà cần thiết, thời điểm cơ hội, chúng ta biết là cái slide này cho chúng ta thấy rằng là khi triệu chứng của hen trước cái đợt kịch phát của hen khoảng độ 5-7 ngày thì bắt đầu là cái nền viêm tăng lên và chức năng hô hấp đường xanh bắt đầu giảm xuống và các cái triệu chứng đường xanh màu cửu long bắt đầu tăng lên tại cái thời điểm. Vậy thì chúng ta phải xác định được cái thời điểm rất là quan trọng này. Thời điểm này là thời điểm chúng ta cần can thiệp để mà điều trị và kiểm soát, ức chế cái nền viêm. Tại thời điểm đó, chúng ta sẽ có một cái bình hít ICS Phocmoterol vừa kiểm soát nền viêm, vừa giãn phế quản và đồng hành tại cái thời điểm cơ hội. Chúng ta sẽ kiểm soát cái nền viêm tại đây. Nếu như chúng ta điều trị đúng tại thời điểm cơ hội đó thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến vấn đề là cái nền viêm đầu tiên là nó sẽ phải cải thiện cái chức năng đường thở. Cái thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên sẽ được cải thiện. Các cái triệu chứng cơ năng sẽ phải giảm xuống và cái nền viêm cũng giảm xuống kèm theo cái triệu chứng nó giảm xuống. Và như thế thì chúng ta sẽ giải quyết được cái nền viêm một cách rất là căn bản, rất là căn bản. Cái nền viêm triệu chứng giảm xuống và cải thiện được cái chức năng đường thở. Chúng ta thấy là cái chức năng phổi được cải thiện rất là nhiều qua cái sơ đồ mà tôi trình bày ở trên này. Như vậy thì thuốc kháng viêm giảm triệu chứng, đúng không ạ? Nó có điều trị cả nguyên nhân lẫn cả cái hậu quả. Quyền điều trị nền viêm và cái hậu quả là co thắt phế quản. Thì cái kháng viêm giảm triệu chứng đó nó rất là có cái tác dụng rất là tốt ở trong cái kiểm soát hen
tại đúng thời điểm. Cái điều này được đưa ra ở cái 2020 trong khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực ra thì nó đã có được nghiên cứu, nó có một cái bước ngoặt rất lớn từ 2019, và chúng ta thấy là nó được thừa hưởng những cái nghiên cứu rất là đồ sộ. Rất là đồ sộ ở đây, chúng ta biết là có rất nhiều nghiên cứu từ những nhiều năm trước đã đưa ra cho chúng ta một cái khuyến cáo: Bidazolam Formoterol kháng viêm, giảm triệu chứng và duy trì hiệu quả giảm cơn kịch phát nặng tốt hơn so với cùng mức liều của Icet và LABA. Như vậy là cùng mức liều Icet LABA thì nó đã kiểm soát được triệu chứng tốt hơn rồi. Cái nghiên cứu thứ hai cho chúng ta thấy rằng là cái Bidazolam Formoterol kháng viêm, giảm triệu chứng, duy trì hiệu quả giảm cơn kịch phát nặng tốt hơn so với mức liều cao hơn của Icet và LABA. Đấy là cả một cái quá trình nghiên cứu, người ta đã đi đến cái kết luận như thế từ những Gina lần trước đã chúng ta đã biết rồi. Và còn một cái vấn đề nữa là kiểm soát triệu chứng thì tương đương, và Bidazolam Formoterol kháng viêm, giảm triệu chứng, kiểm soát cái triệu chứng hen là tương đương với liều duy trì cao hơn của Icet, với cùng mức liều Icet và LABA và với liều duy trì cao hơn của Icet LABA. Như vậy là kiểm soát viêm là tương đương, nhưng mà trong khi đấy thì lại giảm được cơn kịch phát. Như vậy nó có rất là nhiều những cái ưu điểm. Và với một cái lượng corticoid thấp hơn rất nhiều. Cái này đã từ những năm trước đã có rất nhiều lần tôi đã trình bày. Từ cái nghiên cứu COMPASS chúng ta thấy là giảm đi 25% số lượng corticoid đường uống, và từ cái nghiên cứu này giảm 38% cái corticoid đường uống. Vậy thì chúng ta thấy rằng là nó dùng cái kháng viêm giảm triệu chứng của Icet và Formoterol là nó đem lại cái hiệu quả rất là thiết thực, giảm bớt những cái tác dụng phụ của corticoid đường uống cho bệnh nhân. Chúng ta biết là có rất nhiều những nghiên cứu trên thế giới mà các bạn đều biết cả, phải không ạ? Nghiên cứu đặc biệt nhất là những thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu đánh giá trên một cái khối lượng bệnh nhân rất là lớn trong 52 tuần, phải không ạ? Thì chúng ta thấy rằng Bidazolam Formoterol kháng viêm, giảm triệu chứng trong điều trị cơn hen nhẹ nó được nghiên cứu như thế nào. Chúng ta thấy là trong nghiên cứu Sigma 1, Sigma 2 chúng ta có những khuyến cáo rất là nhiều đối với cái việc mà chúng ta kiểm soát cơn hen nhẹ. Chúng ta so sánh cái việc mà chúng ta dùng kháng viêm giảm triệu chứng với cái việc mà dùng Saba khi cần, cũng như là với cái việc mà chúng ta dùng Icet duy trì cộng với Saba khi cần. So sánh ba cái nhóm đấy thì chúng ta thấy nó có nhiều những cái điểm ưu việt. Và có cái nghiên cứu Novostar và nghiên cứu Pratico. Cái nghiên cứu này là nghiên cứu đời thực của nghiên cứu Sigma 1 và Sigma 2. Và nó cũng nghiên cứu để cho chúng ta thấy được rằng là cái việc mà sử dụng kháng viêm giảm triệu chứng Icet và Formoterol nó đã giảm được cái tỷ lệ cơn kịch phát rất nhiều trong cơn hen nhẹ. Đây là trong cơn hen nhẹ. Các thầy cô thấy rằng cơn hen nhẹ là rất quan trọng, vì chúng ta đã thấy là 1/3 cái cơn hen nhẹ đó có thể xảy ra cơn cấp cứu. Và vì thế chúng ta cần phải quan tâm đến cái cơn hen nhẹ và không được bỏ sót. Thế thì cái nghiên cứu, tất cả những cái hàng loạt những nghiên cứu đó đã đi đến một cái khuyến cáo của Gina cũng như của Bộ Y tế. Cái khuyến cáo đó nó nằm ở trong cái sơ đồ này. Chúng ta thấy rằng là cái này ở trong năm bậc của hen thì Gina 2020 cũng như Bộ Y tế đã khuyến cáo là cái thuốc mà kiểm soát hen ưu tiên chính là Bidazolam Formoterol, Icet và Formoterol. Kiểm soát chúng ta thấy là nó kiểm soát được ở cả bậc 1, bậc 2, phải không ạ? Và chúng ta biết là cái bậc 3 thì đã dùng rất là lâu rồi. Bậc 1 dùng liều thấp, bậc 2 cũng dùng liều thấp và khi cần. Thế rồi là bậc 3 trở đi chúng ta dùng liều thấp, liều trung bình và liều cao. Và nó có một điểm mới nữa, nổi trội nữa, đó là cái Icet và Formoterol nó là một thuốc cắt cơn ưu tiên được ưu tiên xuyên từ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 và bậc 5. Như vậy thì Icet và Formoterol được ưu tiên để duy trì và được ưu tiên để cắt cơn xuyên suốt từ bậc 1 cho đến bậc 5. Đấy là những cái nghiên cứu mà đã được Gina đề xuất và cũng khuyến cáo của cái theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Và chúng ta thấy rằng là cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta vẫn có những biện pháp khác, và chúng ta vẫn có thể lựa chọn những cái biện pháp khác theo truyền thống, nhưng mà nó ưu tiên thì vẫn là được khuyến cáo là Icet và Formoterol, và cái đó thì nó sẽ rất là thuận tiện để cho chúng ta làm. Đương nhiên là tôi muốn nói là các thầy cô căn cứ vào cái hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng ta tùy từng đơn vị một, tùy từng bệnh nhân một, tùy cơ sở điều trị của chúng ta mà chúng ta có thể lựa chọn theo cái hướng dẫn của những nhà hoạch định ở Bộ Y tế để chúng ta có thể chọn những cái phương pháp mà tốt nhất cho bệnh nhân. Như vậy thì cuối cùng là gì? Xuyên suốt của Gina và hướng dẫn điều trị hen người lớn trên 12 tuổi của Bộ Y tế đó là sáng và tối thì chúng ta có thể duy trì Icet và Formoterol. Trong ngày nếu có lúc nào có vấn đề thì chúng ta sẽ dùng liều thấp
ICET và Formoterol. Như vậy thì chúng ta sẽ rất là linh động và để điều trị cho bệnh nhân kiểm soát hen trong cái hen nhẹ cũng như là các cái mức độ hen. Như vậy là trong trình bày của tôi thì tôi đã nhấn mạnh đến vấn đề ICET giảm viêm và nguy cơ đợt kịch phát, còn SABA thì không có cái tác dụng đó. Cái thứ hai là hen là bệnh lý viêm mãn tính và rất dao động cái nền viêm, cho nên SABA một mình nó không thể giải quyết được. Cái thứ ba, sử dụng quá mức SABA làm thực trạng trong quản lý hen và sử dụng trên 3 bình xịt trong 1 năm thì tăng nguy cơ kịch phát. Cái kết luận thứ tư đó là SABA không còn là lựa chọn ưu tiên để cắt cơn. GINA và hướng dẫn của Bộ Y tế cũng không khuyến cáo SABA đơn trị liệu trong hen phế quản. Và cần phải tăng cường các hoạt động để mà giúp đỡ cho bệnh nhân hiểu được cái tình trạng hen của mình để mà giúp cho bệnh nhân tốt hơn. Tôi rất xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã chú ý lắng nghe mặc dù rất là muộn. Rồi, xin...